Champions League, Bayern đặt một chân vào vòng mùng 1 tháng 8, MU thắng nghẹt thở. Bayern Munich nối dài mạch trận thắng để đặt một chân vào vòng knockout Champions League mùa này, trong khi Manchester United có chiến thắng đầu tiên đầy kịch tính. Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh so với phần còn lại của bảng A khi có chiến thắng 3-1 trên sân của Galatasaray ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Harry Kane và Musiala cùng nhau tỏa sáng để góp công giúp hùng xám Bavaria duy trì mạch toàn thắng tại đấu trường Champions League mùa này. Kết quả này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Bayern Munich sẽ chính thức giành vé đi tiếp ngay ở vòng đấu tới nếu họ tiếp tục đánh bại Galatasaray trong cuộc tái đấu giữa hai đội vào ngày 9 tháng 11 tới ở Allianz. Trong khi đó, Galatasaray tạm giữ vị trí thứ hai bảng A với 4 điểm, nhưng họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Tại trận đấu này, Bayern Munich như thường lệ vẫn nhập cuộc chủ động, tạo ra sức ép và sớm có bàn thắng mở tỷ số vào lưới đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay phút thứ 8, Leroy Sane có đường truyền thuận lợi tạo điều kiện để Kingsley Coman dứt điểm chéo góc đưa Bayern vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng của Coman khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi mà Galatasaray đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Tuy nhiên, phải đến phút 30 họ mới có được bàn gỡ. Galatasaray được hưởng penalty sau tình huống Mauro Icardi bị Joshua Kimmich phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo người Argentina tự tin bước lên thực hiện thành công quả phạt đền để cân bằng tỷ số 1-1. Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, phải đến gần cuối trận đấu mới lại được chứng kiến bàn thắng khi Bayern liên tiếp hai lần khiến lưới của đội chủ nhà phải rung lên. Phút 73, Musiala kiến tạo cho Harry Kane có cơ hội dứt điểm ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1. 6 phút sau đó, tiền đạo người Anh đáp lễ bằng đường truyền cho Musiala ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich. Chiến thắng này giúp Bayern Munich nối dài chuỗi trận bất bại ở vòng bảng Champions League lên con số 37 thắng, 34, hòa 3 trận kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Manchester United giành chiến thắng kịch tính. Trận đấu còn lại của bảng A, Manchester United đã phải trải qua những giây phút căng thẳng trước khi hưởng trọn niềm vui với chiến thắng 1-0 trước Copenhagen trên sân nhà Old Trafford. Trung vệ Harry Maguire và thủ thành Andre Onana đã thay nhau sắm vai người hùng để giúp quỷ đỏ giữ 3 điểm ở lại sân nhà. Harry Maguire chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 72 với pha thoát xuống đánh đầu cận thành sau đường truyền chuẩn xác của tiền vệ Christian Eriksen. Trong khi đó, thủ thành Andre Onana đã thi đấu xuất thần với pha cản phá thành công quả đá phạt từ chấm 11m của Jordan Larsson ở phút 90+7 sau tình huống phạm lỗi của McTominay trong vòng cấm. Kết quả này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag có được chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này sau hai thất bại liên tiếp trước Bayern Munich và Galatasaray. Với 3 điểm có được, Manchester United cũng đã vươn lên vị trí thứ 3 bảng A, kém hai đội xếp trên là Galatasaray 1 điểm và Bayern Munich 6 điểm. Ở lượt trận tiếp theo của bảng A Champions League vào ngày 9 tháng 11, Manchester United sẽ có cuộc tái ngộ Copenhagen trong chuyến làm khách trên đất Đan Mạch. Nếu tiếp tục có được chiến thắng, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ vươn lên vị trí thứ 2 và có ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout Champions League mùa này. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Galatasaray sẽ phải bước vào trận đấu được dự đoán vô cùng khó khăn khi phải làm khách trên sân của nhà vô địch nước Đức Bayern Munich. Tuy nhiên, nếu để thua trong cuộc tái đấu Copenhagen, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ phải gặp nhiều khó khăn khi mà hai trận đấu. Sau đó họ tiếp tục phải làm khách trên sân của Galatasaray và đón tiếp Bayern Munich trên sân nhà Old Trafford.